Ok, bữa nay mình sẽ cào tầm 10 đồng. Tại hôm bữa mình trúng 15 đồng nên bữa nay mình mua tầm 10 là mình cào, ăn thua một gián. Ok, 10 đồng thì có nhiều cái offer hơn cái. Bên đây á, nếu mà trúng symbol á, 7 con số 7, 3 con số 7 nè. 3 con số 7 nè, 1, 2, 3, 3 con số 7 á, là được 50 đồng. Bên đây á, mà trúng cái cherry á, cái trái cherry này thấy không? Thấy chữ logo cherry không? Là trúng 100 đồng. Bên đây á, mà trúng cái hình diamond nè mà trúng 500. Cái này check check box nè, Archer đó. Còn cái này á, thì số mình chơi, số mình win nè, số mình trúng là số mình cào nè. Thì cũng thể loại như là nhân 5, nhân 10, nhân 50 thì 5 1 đồng thì được 5 5 đồng. 10 đồng thì được 50 đồng. Ok, đơn giản ha. Bắt đầu cạo nha. Mình sẽ cạo 27. Mình sẽ cạo vậy đi. Số 3 20 18. Bạn thấy không? Vậy mình cạo giống vậy đi nha. Ok. So, bây giờ go 27 19. Chặt hình nút, chật hai nút, má đi lọt khe vô chính giữa luôn các bạn, thấy không? 20, 18, ra 19, thua. 12, không trúng rồi đó. 22, 50. 26, chơi nút. Trời ơi, chơi nút chứ không mà trúng được 500 rồi. Khỏe luôn á, trúng 500 là mình khỏe luôn các bạn. Số 1 mình không trúng rồi đó. Số 2 thôi, chào random đi ha. Cao từng số đi ha. 17. Trời ơi, 17 mấy bạn. Trời, số 27 là mình trúng rồi. 17 mình cũng cháy nút trên đây luôn. Cháy tà le luôn trời. 20, 27, 25, 25, số 3. Ê, 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 ê. Cái này lạ nha, số 3 nha, số 3 nha, số 3 nha, nặng đi, đừng 23 nha con, hầu mua 23 chết luôn á. Trời, 23, má Linh thì chứ miệng Linh quá. Chết tôi rồi. Bây giờ còn 6 con số á. 24. Cháy tài là 11 luôn. Má lỡ tay luôn. Đây 50. Không trúng. Chơi coi số này coi. Hạng 1 17, 16 hả? Sao các bạn ơi, cái gì không linh chứ nói là linh này. Tờ lừa hết rồi. Bây giờ còn con nặng luôn đi chứ để làm gì. Bây giờ là 14 đó, con này là con 14 nè. Có 14 là mình trúng, có 27 là mình trúng, có 20 là mình trúng, có 16 là mình trúng, số có 3, có 18 là mình trúng, có 16 là mình trúng. Bây giờ còn 4 con cuối. Hên xui thôi chứ sao bây giờ. Số 1 là ngon. Trời ơi, sao cháy không vậy? Trời ơi, 10, 13 nữa không? Mình mà vô nhích thêm số nó là 14 là trúng miêu nhìn rồi. Khỏe luôn mấy bạn ơi. Nếu mà nhích thêm số nó mêu nhìn là mình khỏe luôn các bạn. Chắc là ngàn. Ngàn số đánh gì ta? Nhiều số á. Trúng mêu nhìn là ok. Triệu, 4 triệu. Nhiều số quá, bự quá. Mêu nhìn nữa nè. Mêu nhìn nào, quanh mêu nhìn nào. Hết quanh mêu nhìn đi. Cái này là mình, nếu mà mình trúng miêu nhìn mình té ghế thiệt luôn á.
mười mấy đây, 18 ấy, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18. 18 gọi quá, còn số 8 không? Số 1 đi đâu có tiêu rồi. Cái này cũng nêu nhìn là 4 nêu nhìn nè. Mua tầm 10 đồng thì cào nó thấy số tiền nó lớn không? Chúng rẻ nhất cái bèo nhất cũng là 50 đồng. Cái lồng bèo nhất là cũng là được 15 đồng. Là bèo nhất nha. Tại vì cái luật của cái số này là mình mua tầm 10 đồng á. Một là nó trúng 10 đồng lại, hai là sẽ trúng hơn 10 đồng chứ không có trúng tào lao nha, không có trúng giống như 5 đồng nha. Mua vé số 10 đồng là trúng hay. Mua vé số 10 đồng á là trúng cỡ 15 đồng hay là 10 đồng trở lên, không bao giờ trúng dưới 10 đồng nha, nhớ kỹ. Như nhìn nó 10,000 10,000 con 10,000 thì lên luôn, lên. Mình biết là số mấy rồi, số 9 luôn á. Cào biết mà biết số 9 luôn, các bạn biết cỡ nào rồi. Xong, tầm 10 đồng mình nó đi. Bây giờ mình cào trên chatbot trên đây. Còn chatbot mà cắp nó lại đi, cho cào cho nó dễ nha. 7, con số 7 con, lòng 3 số 7 thôi. 7 số 7 kì quá. Số 5 kì vậy, số 7. Oh shit. 515 try again. Ờ cái này cái nếu một cái logo số 7 á là mình trúng 50. Có logo số 7 thôi, không cần ba số 7 tại vì nó để mình tưởng ba số 7 mà không, một con số thôi. Cherry. Oh man, đưa cái chuông chi vậy trời. Mình gọi Cherry mà đưa cái chuông ra trời. Chịu nổi không? Hơi chuông không? Hơi chuông đúng rồi, chuông rồi. Thì Diamond. Mình muốn cục hột xoàn. Mình muốn cục hột xoàn. Hột xoàn, hột xoàn, hột xoàn. Oh no. Cái này nãy mình thấy nó khứ. Mình tưởng là hột xoàn không à. Trời ơi trời tôi. Xong. Vé số đã hết. Cái này là gì? Jackpot gì đó. Cái này cũng nhiều trúng ha. Cái này trúng lớn ha. Quên tới 4 triệu mà. Một vé 4 triệu nè, hai cái 4 triệu nè. Một cái 1 triệu, trúng 1 triệu là vui. Trúng 100,000 mình cũng vui nữa chứ trúng 1 triệu. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip của mình. Cái này là mình ở bên Massachusetts nha. Tại vì mấy bạn thấy cái logo ở đây không? The Lottery nè, cái tiểu bang của Massachusetts là nó sẽ có cái này. Cái logo này, còn mấy cái tiểu bang khác á, nó sẽ có logo khác, chứ nó có một loại giấy số cào khác nhau. Chứ không phải là cả nước Mỹ mà chỉ có một loại giấy số đâu nha. Nhiều lắm, mỗi tiểu bang nó đều ra mọi giấy số khác nhau hết á, không có nào giống nhau hết á. Cái này là mình ăn thua nhà nước mà. Giống như vậy đó. Ok. Thì dưới đây nếu mà trúng thì mấy bạn chưa biết cái gì thì nếu mà trúng thì ghi tên mình ở đây. Địa chỉ nhà, ký tên. Có email thì ghi email. Cho dù mà người nào lụm được cái tờ giấy số này á mà mình đã ghi địa chỉ này hết rồi á, người ta cũng không lãnh được nữa. Chỉ có mình lãnh thôi. Còn nếu mà mình không ghi mà người ta vô tên người ta lụm được thì người ta ghi vô thì người ta chỉ đem lên cái chỗ lãnh tiền á. Rồi ta lãnh ra thôi, ta đóng thuế ta lãnh ra thôi. Nhớ nha. Nếu mà chúng lớn nhớ ghi dưới đằng sau nha các bạn. Còn không thì chạy ra ngoài xe, đóng cửa xe lại, kiếm cái chữ Lottery nè, Massachusetts Lottery nè, thấy không? Hay là mấy bạn ở bên Cali thì California State Lottery gì đó, tiểu bang nào thì nó sẽ có tiểu bang đó, nó sẽ có một cái chi nhánh của nó.
lên trên chảnh mà đi nhanh chứ đi chậm tiền nó nóng, đang tiền đang nóng mà, phải không? Hai cái hình logo của lá cờ logo của tiểu bang mình thấy không? Chứ cái này là mình không có copy của ai đó nha, nói rồi đó. Ok, nếu mấy bạn thích thì hãy cho mình cái comment ở dưới, đăng ký channel của mình để mình biết, để mình còn làm video cho mấy bạn coi. Ok, nhớ nếu mà thấy hay thì nhớ ủng hộ channel của mình nhiều. Thank you các bạn ơi. Ok, bye các bạn.